Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ ra vườn hái táo vào để mình làm táo sấy khô cho mọi người xem nhé. Đây mình đang ngoài vườn rồi. Đây mình quay camera trước cho mọi người xem táo này. Táo sai chữ, cành nó rủ xuống rồi mọi người ạ. Lên phải hái thôi mọi người ơi. Đây mọi người nhìn đây. Đây nó sai như này mà cành này. Nó ngả xuống rồi, mình chỉ sợ nó gãy giống cái cây nhỏ bên kia thôi. Bây giờ mình hái vào để mình làm táo sấy khô cho mọi người xem nhá. Nhìn này, trời ơi nó nặng, nó núp nỉu, nó chịu hết cả cái cành này xuống như này cơ mà mọi người. Đấy, nó chín đỏ hết rồi. Đây mình quay cả cây cho mọi người xem này. Nó xài như thế này cơ mà. Đấy, lúc mà nó ra hoa mình có quay, mình đăng đấy mọi người. Nó xài như thế. Đây, hoa nó nhiều như thế. Cho nên là quả năm nay nó nhiều như này đây mọi người ơi. Nó nặng, nó chịu ra xà cành xuống dưới mặt đất rồi. Giờ mình hôm nay mình có thời gian, mình sẽ hái vào để mình làm táo sấy khô. Mình thích ăn cái táo sấy khô lắm. Nói chung là mình thích ăn tất cả những cái loại hoa quả mà sấy khô ấy mọi người. Thích ăn lắm. Ăn nó giòn giòn, ngon ngon, nó ngọt thao thảo ấy. Đấy mọi người nhìn thấy thích không? Cái này hái một không hết một cành như là đã làm đã đầy ấy rồi. Mình làm bằng nò nướng mọi người ạ. Đây trên cao đây mọi người ơi. Nhìn kìa, càng trên cao thì quả nó càng to nhá. Đây mình zoom lại cho mọi người xem này. Hey, quả nó to như cái bốc tay ấy mọi người ạ. Mọi người thấy không? Xài lắm. Xài đã đời, xài đến tận cái dưới gốc luôn đây mọi người ơi. Mọi người nhìn này. Đấy nó cành kìa. Hey, nó chịu chịt này. Đấy, nó xà xuống mặt đất rồi. Giờ mình hái nhá. Giờ mình ra mình hái cái cành nó xà xuống gần mặt đất, kêu sợ nó gãy mất cành mọi người ạ. Đấy, nó xà chưa. Đấy, bây giờ mình hái nhá. Ui, gió lạnh mọi người ơi, lạnh. Đây, đây mình hái này. Hái thì mình cho vào cái này. Mình cho vào cái rành này đây. Cái rành đi hái nấm của mình đây. Đấy, hái cho nó nhẹ bớt cái cành này đi, không có sợ nó gãy. Sợ nó gãy mất cành. Úi trời, úi giời. Úi giời, lật quả một quả bé vào mất rồi. Xài quá trời xài. Này nó xài thế chứ. Mọi năm nó cũng sai, nhưng mà nó sai trên các cành cao nhiều hơn. Năm nay nó lại sai dưới là giống cây, những cành phía dưới hơn mọi người ạ. Hái vào tươi rói rói, xong rồi mình làm mình sấy khô luôn ấy, mới ngon. Mình hái đủ để ước lượng để đủ để mình đủ vào những cái khay trong củ nò nướng mọi người ạ. Nhiều quá hái quá nó thừa ra thì lại phải làm lại mẻ nữa thì nó lâu lắm mọi người ơi. Sấy táo là nó cũng lâu ấy, nó lâu khô ấy, nên là mình làm một mẻ thôi. Một mẻ chắc tầm độ úi rơi rồi. Một mẻ chắc tầm độ khoảng độ mấy khay nhỉ? Ba bốn khay gì đấy. Ôi trời ơi, nhìn quay từ dưới thôi. Nó xài lúng liều cả. Nhiều lắm. Bây giờ còn trước mắt là mình cứ làm sấy khô đã. Xong để nghĩ ra sang làm cái món gì nữa đây. Nó xài quá, giờ chưa biết làm cái món gì nữa để cho nó hết được cái cây táo này ấy mọi người. Đấy, mình chọn quả to. Sai ơi là sai. Làm cái nhân bánh táo ấy, mình làm rồi đấy, mình có làm một cái video rồi ấy. Nhưng mà làm nhân bánh táo mà lúc nào muốn làm bánh táo mình lại phải nhào bột ngàn lớp ấy mọi người. Ôi, nó mất thời gian lắm. Mà mình làm cái đấy thì mình ngại. Nhưng mình thích ăn cái bánh táo lắm ạ. Nhân bánh táo này ngon lắm. Nhưng mỗi tội là ngại làm bột thôi mọi người ơi.
trước mình cũng làm bánh táo một lần rồi. Xong mình thấy làm cái bột ngàn nếp nó lâu quá, thế mình làm sẵn mình để trong ngăn đá ấy. Lúc nào mà mình muốn ăn thì mình lại bỏ ra để mình để cho nó mềm ra, xong mình làm bánh ấy. Nhưng mà nó hết rồi, hết cái bột bánh làm sẵn rồi, nên là bây giờ lười ấy. Lúc nào có thời gian mình làm sẵn, mình cất ngăn đông để lúc nào muốn ăn bánh nhân táo lại có sẵn bột làm sẵn rồi để làm ấy. Đây mọi người ơi, từng này đây, chắc là thôi hái từng này thôi mọi người ạ. Từng này trước tầm này nó cũng 4 cân rồi. Và mình vào mình thái ra mình làm sấy khô cho mọi người xem nhé. Làm cái này nó dễ lắm, đơn giản lắm mọi người ạ. Bây giờ mình đi vào nhá, để rửa sạch, ngâm đông muối vỏ cho nó sạch đi, xong rồi là mình sẽ thái, mình sấy cho mọi người xem nhá. Tươi rói rói luôn. Thôi trước mắt là làm sấy khô đã. Bây giờ đi vào nhá mọi người ơi, lạnh gió mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ cho nước vào để cho táo và mình ngâm một lúc nhé, ngâm cho nó sạch, ngâm muối cho sạch cái vỏ đi, xong rồi thái mọi người nhé, thái mình để cả vỏ thái luôn, mình thái cả vỏ luôn. Nếu mà ai mà muốn bỏ ruột này đi thì bỏ này, còn mình thì mình có cái xiên để rút cái ruột này ra ấy. Nhưng mình chắc là mình không bỏ đi đâu, tại mình thái lát xong mình chỉ cần gõ cho cái hạt nó ra thôi. Để đi ngâm nhá, mình ngâm khoảng 15 phút mọi người ơi. Mình ngâm được 15 phút rồi, bây giờ mình vớt ra nhé mọi người nhá. Vớt ra xong rồi mình sẽ đổ một chậu nước, xong mình lại cho muối vào. Để lúc mình thái, mình thả những cái miếng mà mình thái ra ấy vào để cho nó khỏi bị thấm ấy mọi người. Mọi người cho muối cũng được, cho muối hoặc là cho giấm nhá mọi người nhá. Giấm hoặc chanh cũng được mọi người ơi. Hoặc chanh cũng được. Để cho lúc mình thái ra thì cái miếng táo nó không bị đen lại ấy, nó không bị thâm lại ấy. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu thái nha mọi người nhá. Đây, nước mình chuẩn bị đây. Bây giờ mình sẽ cho muối nhé. Đây, mình sẽ cho muối này. Cho muối vào ngoáng cho nó tan ra. Để thả, lúc mình thái miếng táo thì mình sẽ thả luôn vào trong nước muối luôn mọi người. Đấy, cho nó tan muối. Làm dễ lắm, cực kỳ đơn giản mọi người. Rất là đơn giản. Xong thái xong nào mình giải lên những cái mảnh, cái gì? Cái khay ấy mọi người, cái khay lỗ cũng được mà khay kín cũng được, mình cho nên là mình xong rồi mình nướng thôi, mình sấy thôi, mình thái nhá, mình thái mỏng thì lúc mình sấy nó sẽ giòn hơn, còn nếu mình thái dày ấy thì lúc mà mình sấy thì nó sẽ hơi dẻo dẻo mọi người ạ. Mãi còn chưa thấy hột này, ôi nhìn này. Bên trong đây như là ngôi sao long canh, đúng như ngôi sao long canh. Cho mình thả vào trong nước muối này. Mình đi trong tay nó hơi bị trơn. Mình bị đứt tay với con dao này một lần nữa, mình sợ con dao này nó sắc lắm. Thái được bao nhiêu nó ôi, chẳng có hạt gì mọi người ơi. Mình thái được bao nhiêu, mình thả luôn vào trong chậu nước muối. Mình thấy mọi người sấy bằng lò sấy, có cái nó giống như cái nồi mọi người.
giấy, con chơi cũng được, giấy không nó nướng được. Quả này thì lại nhiều hộp cho mọi người nhìn không? Có quả thì chẳng có hạt gì mà quả thì lại nhiều hạt thế chứ. Vừa hái vào, vừa hái ở cây vào, xong thì làm luôn, hái nó giòn tan luôn ý mọi người ạ. Cái này cái hạt nó cũng rụng hết rồi, rụng hết này. Giòn tanh tách, tươi giói giói luôn. Mình gõ một cái nào, cái hạt nó rụng ra ấy. Mình nhìn này, đấy gõ cái hạt nó rụng ra. Chắc là làm xong cái giấy khô này mình sẽ làm táo giấy kiểu như là ướp đường. Đây, thái xong rồi đấy mọi người ơi. Đây là từ này một số này. Bây giờ mình là chắc mình đổ hết nước rồi. Bây giờ mình bỏ giấy thấm nhé, giấy ăn để mình thấm cho nó sạch hết nước ra để mình bắt đầu mình cho vào những cái kia, vào những khay để ấy mà mình đó. Vào khay để mình sấy nhá. Mình giải hết ra đây để cho nó khô cái nước đi mọi người ơi. Đấy, là thay mặt để cho nó khô hết cái nước này đi. Xong đặt lên lò nướng bắt đầu sấy thôi. Cho vào lò sấy bằng lò nướng mà. Thế không mình sấy bằng lò sấy. Đấy, giờ mình thấm lên đâu thì mình cho vào khay lên đấy nhá. Xếp vào khay đây mọi người ơi. Đây. Đấy, xếp về từng cái như này này mọi người này. Nên là nó chiếm diện tích nhiều ấy. Nên cũng không thái ra nhiều quá không có khay để sấy. Để xếp nó không hết ấy. Đấy, cứ thấm hai mặt cho nó khô hết nước như này là được mọi người ạ. Mình có thời gian mình lại sấy tiếp, mình thích ăn sấy như này. Ăn kiểu như là mình sấy ướp đường với này ấy cũng được. Làm cái kiểu đấy ăn cũng ngon như nó có đường ấy. Mình là mình thích ăn để nguyên như này luôn, không nguyên chất như này. Nhiều lắm mọi người ơi. Tham quá, trời ơi. Tham hái vào nhiều quá. Bị quá tải đấy. Bị quá tải. Sấy này á, nó phải mấy tiếng ấy mọi người ạ, chứ nó không nhanh đâu. 4:30 rồi. 4:30 rồi. Mấy tiếng mới nó mới xong một mẻ. Nó mới sấy nó mới khô được ạ. Mình ngâm vào nước muối này thì nó sẽ có cái vị nó ngọt của táo này. Thế xong nó có hơi hơi vị của muối, ăn ngon lắm mọi người, nó đậm đậm á. Nhà mình thường ăn táo này, ăn dưa hấu là nhà mình cứ để nguyên cái ăn đúng không? Nhưng mà người Nhật người ta ăn táo này, ăn dưa hấu là người ta bao giờ người ta cũng rắc muối nên. Thì mới đầu mình cứ thấy người ta rắc muối mà rắc tự nhiên này hoa quả ngọt mà đi rắc muối. Nhưng mà đúng là rắc muối nên ăn đậm rất là ngon mọi người nhá. Rắc xíu muối thôi. Kể cả dưa hấu cũng thế. Người Nhật ăn là bao giờ người ta cũng rắc muối. Dưa hấu hoặc táo này là người ta rắc muối nên ăn ngon lắm. Mọi người cứ ăn thử như là mình bảo xem rắc muối mà ăn nó đậm nó khác hẳn nhé. Bình thường mà lúc mình bật lò nướng thì mình để 250,
Nhưng lò nướng thì mình không thể là chắc chắn nó là bao nhiêu đâu, tại vì nó tùy những cái lò nướng khác nhau ấy. Món ăn vặt heo thì đây đúng không mọi người? Không đường, không một cái phụ gia nào hết, nguyên chất luôn. Làm này xong là cứ để ở trên bàn người xem tivi là vừa ăn vặt ngon. Mình là thần ăn vặt, món ăn vặt là thích. Mấy hôm nay mình đi vợt cái quả linh ngôn về để mình giao cho công ty người ta làm mất đi mọi người. Tại vì là cứ hôm nào mà mình nghỉ mình không đi làm mà nhà hàng nghỉ mùa này nó ít việc ấy, là mình đi vợt, mình vợt được nhiều lắm rồi đấy mọi người ơi. Chịu khó. Nhưng mà hai hôm nay nó nắng, nó nắng 27 độ. Trời nó nắng chang chang. Đội cái mũ nữ trai bé bé đi nó hắt vào mặt từ sát ấy. Hôm nay mình cũng đi làm, có đến 1 giờ mình đã về rồi. Được 2 khay rồi mọi người ơi, 2 khay. Đây, mình cho tiếp vào cái khay rỗng này. Khay rỗng này mình để 2 lửa, lửa trên với lửa dưới. Nó sẽ nhanh khô hơn. Cho vào cái khay đặc kịp này. Nó rơi rồi. Cho vào cái khay đặc kịp này. Mình sợ nó nâu quá, nó không thoáng ấy. Nó nâu khô quá. Ba khay sao ạ? Ba khay, còn khay đặc thì mình cứ thử cho một vào một cái khay đặc xem mà nó như thế nào nhé. Tại vì bình thường mình nướng ấy, mình sấy á, mình toàn cho vào cái khay rỗng này thôi, chưa để vào cái khay đặc bao giờ. Nhưng mà tí nữa còn thái tiếp cho một cái khay đặc để xem thí nghiệm xem nó có nhanh khô bằng cái khay này không. Đấy, ướp giấy đấy. Mình là sấy táo sấy này phải táo nhà mình mới sấy, còn gần như chả bao giờ mình đi mua ở siêu thị về mình sấy đâu mọi người ạ. Cứ đến mùa táo thì táo nó ra quả thì mình mới hái và mình táo nó ra quả mình mới hái và mình làm thôi. Để khéo nó rơi. Trời ơi, ớt kia nó rơi. Cái khay này nó chỉ có cái lăn dọc ấy mọi người. Nó thưa ấy. Để không khéo là nó lọt xuống. Ừ, được 3 khay mọi người ạ. 3 khay. Chắc là mình thái thêm một khay nữa đi. Thái thêm một khay nữa. Ôi, lại rơi. Nó bị rỗng. Đấy, một khay nữa cho 4 khay. Đằng nào cũng một công một lần sấy. Tiết tớ. Ba khay. Bây giờ mình thái thêm để cho mình cho một cái khay đặc nữa là 4 khay nhá. Để thử vào cái khay đặc đây xem là nó như nào. Đấy, được 4 khay. À, được 3 khay chứ.
cho vào khay đặc để sấy trong khay đặc xem là nó có nâu không nhiều hơn so với cái khay rỗng không nhé. Được 3 khay, đúng 3 khay đấy mọi người. Thấy thêm 1 khay nữa là 4. Bây giờ rảnh rồi mình ít việc rồi và mình nhiều có thời gian để làm YouTube, quay video cho mọi người xem. Còn mùa hè thì bận lắm, mùa hè chỉ cố một tuần ra được một video thôi. Vừa hái vào nó tươi rồi rồi, thế thì mình thái một lần nó giòn nó vỡ mọi người ạ. Cố thêm một khay nữa. Rồi, thái thêm khoảng một khay nữa rồi. Mình mới xếp ra xong để chờ cho nó nóng, mình bật nó nướng như vừa rồi thôi. Đây, mình xếp thử vào một cái khay đặc này xem là nó có được không, thì xem là có nó có bị nâu khô hơn là cái khay rỗng không nhé. Nó giòn tan ý mọi người ạ. Nên là mình in này cho nó ra nước, nó không thể là nó vỡ ra. Tươi quá ý. À, vỡ ra luôn. Hôm nay ạ. Svamp. Hur gammalt som helst. Nó cũng sẽ nhanh khô như cái khay rỗng này. Mình không sấy nhiều như này mọi người ơi, mình sấy mỗi lần chỉ có 2 khay thôi. Xong mình ăn hết mình lại sấy. Lần này là mình tham quá, mình hái phải nhiều. Mình hái phải nhiều quá cho nên là mình cố gắng mình sấy. Còn lại thì đứt vào tủ lạnh thì ép nước uống vậy. Nếu mọi người sấy bằng lò nướng thì mọi người bật 2 lửa nhé. Lửa trên và dưới nhé mọi người nhé. Để đầu tiên là để 250, sau nó nóng được rồi thì giảm xuống 100, xong là mình lấy cái gì mình kênh cái cửa lò lên đi cho cái hơi nước nó bay ra cho nó khô ấy. Đừng đóng nhé mọi người nhé. Đây xong, thái thêm được đúng tròn thêm một khay nữa này mọi người. Bây giờ để đây để chờ cho lò nóng được là bắt đầu mình xếp vào là sấy thôi mọi người ơi. Bây giờ chờ thì cho lò nó nóng đã mọi người nhé. Đây đủ 250 rồi đấy, lò nướng nó vừa báo rồi. Bây giờ bắt đầu mình cho vào nhé mọi người nhé. Cho từ khay vào. Ui xù nóng quá. Một khay. Hai khay. Hai khay. Ba khay. Đây. Còn cái khay đặc này mình, khay này mình cho lên trên cùng à. Cho lên trên cùng đây. Đấy. Đây 4 khay đây mọi người ơi. 4 khay. Đấy. Bây giờ mình sẽ lấy cái ấy mình kênh cái nó
cái hé cái miệng nò này ra để mình lấy cái thìa gỗ mình kê vào đây xíu nhá. Đây là bây giờ đây mình giảm xuống này, mình giảm nò xuống để 100 cho mọi người nhá. Đây rồi, đây 100 thì mình để 100 nhá mọi người nhá. Xong mình sẽ lấy cái thìa gỗ mình sẽ kênh cái miệng nò lên xíu. Đây mình thấy cái thìa đây, mình kênh cái miệng nò lên xíu này cho cái hơi nước nó bay ra ấy mọi người. Thôi bây giờ chỉ chờ thôi mọi người ơi, chờ sấy khô giòn tan là xong đấy mọi người. Bây giờ cùng chờ cho mọi người nhá, chờ cho nó họ đến lúc hoàn thành nhá mọi người ơi. Bây giờ mình sẽ lật nhá, sẽ bỏ để mình lật nhá. Nó khô cái mặt trên rồi ấy, mà mình sẽ bỏ ra để mình lật xong rồi một lần nữa là xong đấy mọi người thấy không. À, đấy cái phần mặt trên này nó khô hết rồi đấy mọi người. Bây giờ mình lật lại này, lại cho nó khô mặt dưới nữa là nó giòn là vừa đấy mọi người. Đấy mình thấy nó khô căng rồi. Mình thì mình nó không thích không cho ăn có đường ấy, nên mình để nó ngọt tự nhiên của táo thôi. Còn nếu mà mọi người thích ăn ngọt thì mọi người cho đường với bột quế nhé, cho bột quế và rất ngon đấy. Trộn đường với bột quế xong rồi trộn lẫn đảo lên, xong mọi người rắc lên trên cái mặt miếng táo này, xong mình cho vào sấy mọi người ạ. Nếu mà thích ăn ngọt nhé, còn mình thì mình chỉ để như này thôi đấy mọi người thấy không, nó đã giòn rồi đấy này. Đấy sau này bắt đầu từ lúc 4 giờ mà bây giờ là 6 giờ, 2 tiếng mọi người ạ, 2 tiếng là nó khô một mặt đó, là 4 tiếng là xong đấy. Nhưng mà mình làm bằng cái nò nướng này là mình thấy nó nhanh khô hơn là ấy mọi người ạ. Đấy được còn mẻ mình cho tiếp, mình bỏ một này, mình bỏ tiếp khay khác ra để mình lật nhé. Mình thấy mình làm bằng cái nò nướng này nó nhanh khô hơn là cái nồi sấy nhiều mọi người ơi. Ấy cái này nó toàn rơi thôi. Cái nò sấy ấy, mọi người mình thấy mọi người làm mà có người 8 tiếng nó mới khô cơ. Nhưng mà mọi người thấy không? Cái nò nướng này á, 4 tiếng này. À đâu? 2 tiếng ấy, 2 tiếng là nó khô một mặt rồi. Để hết tất cả tổng cộng là lật xong là để thêm 2 tiếng nữa là nó đã giòn rồi ấy. Là chỉ 4 tiếng là xong thôi. Mà cái nồi sấy kia 8 tiếng cơ mọi người. Mình thấy có bạn bạn làm bằng cái nồi sấy 8 tiếng nó mới khô. Đấy mọi người thấy không? Nó đã khô một mặt đơn. Đấy, nó rơi con cả rồi này. Lật xong rồi để thêm 2 tiếng nữa là nó giòn hết. Cái này nó kết cái con tầng rơi thôi. Để cho vào sang sự để nốt cái miếng đi vào. Đây. Đó. Mình xong mình không làm vào cái khay thư là chặt miếng nó còn rơi thôi. Mà làm vào cái khay đặc cái còn hơn. Đây mình lật tiếp cái khay này nhá. Đấy mọi người thấy nó khô này. Để cho nó khô giòn tan bim bim ăn ngon lắm mọi người ạ. Nhưng mà ăn này chỉ ngọt tự nhiên thao thảo thôi, thao thảo ngọt của táo thôi. Nó vừa với mình không thích ăn ngọt ấy. Còn là nếu mà mọi người mà thích ăn ngọt thì mình khuyên là nên cho rắc thêm đường nhé. Rắc thêm đường với bột quế vào rất là ngon. Nên cái bột quế nó rất là hợp với táo. Mình thích ăn kiểu healthy, ăn ngọt tự nhiên của quả táo thôi, không thêm đường gì hết. Một món ăn làm quá đơn giản, quá dễ, đúng không mọi người? Đấy. Rồi, cho vào khuyên để thêm 2 tiếng nữa. Cái khay này là khay cuối cùng ạ. Đúng. Cái khay cuối cùng không nhỉ? À đây chứ hả? Ơ, nó khay cuối cùng. Trời ơi. Đây, khay này. Đây, còn một khay này nữa. Mình lại đi lấy cái khay cuối cùng ra đây. Ra để lật. Lật cái khay này nữa là xong này. Mà chỉ vào để chờ 2 tiếng là giòn tan. Mọi người thích ăn dẻo dẻo thì để thời gian ít hơn. Còn thích ăn nó giòn tan thì để cho nó giòn kỹ mọi người ạ. Nó để cho nó giòn kỹ xong mình bể ra ngoài nó nguội xong nó lại càng giòn. Cái miếng mỏng hơn là đã giòn rồi đây. Chỉ còn có miếng hơi dày hơn thì là nó chưa được cứng lắm. Đây mọi người nhìn này. Đấy. Cái miếng mỏng này là đã khô gần như khô hẳn rồi. Thích ăn dẻo dẻo là như này à. Là mình để thêm khoảng độ 1 tiếng, nếu ăn dẻo thì để 1 tiếng là được rồi. Còn thích nhau cho nó giòn thì mình để thêm 2 tiếng là tổng cộng là 4 tiếng là được mọi người ơi. Ngon lắm. Rồi, bây giờ cho vào. Tiếp tục sấy thêm 2 tiếng nữa cho nó giòn hẳn đi. Rồi, mình để kê kia vào đây nhé. Kê cái thìa cũ vào đây. Đó, kê được cho nó bốc hơi ra. Rồi, lại tiếp tục chờ cho mọi người nhé. Đấy, mọi người nhìn này. Sắp được ăn rồi đấy. Đây hoàn thành rồi đây mọi người ơi. Đúng tròn 4 tiếng luôn ý mọi người ạ.
giòn tan. Bây giờ nó còn đang nóng mà nó đã rất là giòn rồi, mình bỏ ra nó đã rất là giòn rồi. Để xíu nữa nó nguội là nó giòn, đúng giòn như bim bim ấy mọi người ạ. Ngon lắm, ăn cuốn lắm. Mình cứ thử, mình cứ ăn thử mãi không dừng được ấy. Ngon cực kỳ. Nó ngọt, nó thao thảo. Mà nó lại hơi hơi có vị hơi chua chua, ngọt ngọt. Xong mình ngâm vào mấy muối ấy, thì nào nó có hơi vị mặn mặn đâu, rất là ngon. Giờ mình sẽ bỏ ra thưởng thức nhé. Đây mọi người ơi, đã hoàn thành. Đây mọi người nhìn này, trời ơi giòn như bim bim, ngon lắm mọi người. Mình ăn thử cho mọi người xem, mình bẻ cho mọi người xem nhé. Nó giòn tan như này mà ngon lắm mọi người ạ. À, ăn nó vào lắm, ăn không dừng nữa ý. Nó giòn tan như này mà ăn nó ngọt thao thảo, nó hơi chua chua mặt ngọt, thơm ngon lắm mọi người ạ. À, ăn ngon dã man. Mọi người nhìn này, bốn khay đây, bốn khay mà đây nó được từng này, được đúng một âu như này. Ăn giòn tan ngon lắm. Mọi người làm ăn nhé, vì làm đấy mọi người thấy không, làm nó cực kỳ, nó đơn giản cực dễ luôn, chỉ mất thời gian thái, ngâm rửa xong rồi thái, xong cái thời gian mình cho nó nướng chờ đúng tròn 4 tiếng mọi người ạ. Cái lò nướng của nhà mình là đúng 4 tiếng là nó giòn tan đều như này luôn. 2 tiếng mình nhặt xong xong để thêm 2 tiếng nữa là tròn đúng 4 tiếng. Ngon lắm mọi người ơi. Hôm nào mình lại làm tiếp. Kiểu mình hái ở cây vào á. Hái, vừa hái một cái là vào ngâm nước muối rửa là thái xong rồi là mình cho nó nướng nên là ngon lắm mọi người ạ. Nó ngon kiểu nó tươi, của cái vị quả tươi rất là ngon. Mình làm xong rồi là mình đi nấu cơm, mình cứ nấu cơm ra một lát vào một lát mình ăn suốt từ lúc đến tận bây giờ. Ngon lắm. Thế là hôm nay mình đã hoàn thành làm táo sấy khô rồi mọi người ơi. Mọi người làm như này ăn nhé. Ăn nó rất là không, mình nếu mọi người thích cho đường thì cho đường với bột quế ăn mà nó có một vị khác rất là ngon. Nhưng mà mình không, mình để nguyên như này mình làm, mình không cho gì hết, mình thích ăn như này. Nếu mà thích ăn ngọt thì cho đường, mình cho bột quế trộn lẫn xong rắc lên xong rồi nướng mọi người ạ. Thôi hôm nay mình quay đến đây nhé. Xin chào mọi người. Bye bye.